Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tính Xe Tải Hà Nội. Hàng trăm xe chúng tôi đã giao cho những khách hàng từ những cái tỉnh ở trong Nam, từ Tiền Giang, Bến Tre, Bình Dương đến những cái tỉnh ở ngoài Bắc này là Bắc Giang và Điện Biên. Và những khách hàng khi mà đã sử dụng chiếc xe tải đồng vàng đề 8 này thì là cực kỳ là ưng ý với chiếc xe và với cái công việc và chiếc xe nó phù hợp như thế nào. Đó. Với chiếc xe tải 8 tấn mà lại trang bị một chiếc động cơ cực kỳ khỏe và có thể có hàng lên đến là 15-16 tấn hàng, thì đây là hiện tại là một trong những chiếc xe mà có thể là chở tải nặng tốt nhất trong phân khúc xe tải 8 tấn. Và một cái điều đặc biệt nhất mà tôi muốn nói ở trong cái video này đến quý vị và các bạn là mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe đồng vàng đề 8 này. Và tại sao nó lại có cái mức tiêu hao thấp như vậy, thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ phân tích cho các bạn. Đây là trái tim, là khối động cơ của chiếc xe tải đồng vàng đề 8. Và nó được sử dụng với khối động cơ Zhichai công nghệ mới. Động cơ Zhichai thì rất nhiều các bác tài chạy những chiếc xe to thì đều biết rồi, là nó gắn liền với thương hiệu của Hải Âu, Trang Long và Đông Phương của Hoàng Huy. Đây là chiếc động cơ cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc và tại Việt Nam. Từ những năm 1990 là cái động cơ Zhichai này nó đã có mặt tại Việt Nam rồi. Và đến thời điểm bây giờ nó đã khoảng 30 năm và nó có hẳn một cái trụ sở để làm việc riêng về cái động cơ Zhichai này. Đó, tất cả những cái nhà máy mà lắp ráp cái động cơ Zhichai này thì đều có những cái cơ sở bảo dưỡng riêng rồi. Thậm chí còn một cái cơ sở là chuyên để tư vấn và hỗ trợ khách hàng về cái động cơ Zhichai này. Đó. Đây gần như là một trong những cái động cơ phổ biến nhất tại Việt Nam. Đó, chỉ kém Isuzu một chút thôi. Và điểm khác biệt tôi muốn nói đến đó chính là động cơ Zhichai này là động cơ thế hệ mới. Nó được trang bị lên đến là 9 kim phun. Động cơ Zhichai thế hệ cũ nó chỉ có 6 kim phun thôi các bạn. Và động cơ 9 kim phun này thì cái nhiên liệu được bắn vào trong mồ đốt được tơi hơn, là giúp là cái động cơ triệt tiêu hết nhiên liệu và tăng cái công suất của động cơ lên. Đó. Việc nhiên liệu được bắn vào buồng đốt tơi hơn sẽ giúp là động cơ triệt tiêu hết nhiên liệu và tăng cái công suất và tăng cái khả năng sử dụng của động cơ lên, khiến là chiếc xe này có cái mô men xoắn lên đến là 650 Nm/m. Đó là một trong những cái mô men xoắn của ngang là một trong những cái mô men xoắn ngang ngửa với những chiếc xe 10-15 tấn. Đó, mà đây là chỉ là chiếc xe 8 tấn thôi các bạn. Đó, và nó là một chiếc xe cực kỳ khỏe. Và thêm nữa là nhiên liệu được triệt tiêu nên là cái mức tiêu hao của nó cực kỳ thấp. Nó chỉ là 11,7 đến 12,5 lít trên 100 km thôi. So sánh với những chiếc xe khác như Zac N900, Hovo 130 hay là Olin 700 thì mức tiêu hao của ba chiếc xe đấy đều lên đến là 17 18 lít trên 100 km. Đó, nó hơn hẳn so với chiếc động cơ của chiếc đồng vàng đề 8 này là 6 lít dầu nhỉ các bạn. 6 lít dầu trên 100 km thôi, thì anh em nào thử tính ra xem, một ngày anh em chạy 600 km thì anh em phải tiết kiệm được lên đến hàng triệu đồng. Đó, trên một ngày anh em. Mà với những cái bác tài mà chạy những cái xe tải lớn này thì tôi khẳng định là không bác tài nào chạy dưới 500 cây trên một ngày đâu, toàn phải 600-700 cây thôi. Đó. Nữa là giúp là chiếc xe tiêu hao nhiên liệu thấp, đó chính là cái bơm cao áp. Bơm cao áp thế hệ mới này được lắp ráp đó là bơm cao áp của Bosch đến từ Đức, một thương hiệu quá thể nổi tiếng về cái hệ thống bơm cao áp rồi. Đó, và cái bơm cao áp này nó có cái áp suất lên đến là 1600 PAR các bạn. Đó, so với cái bơm cao áp đời cũ nó chỉ là 1100 thôi, còn bây giờ là 1600 các bạn. Và với cái bơm cao áp này thì nó cũng sẽ bổ trợ cho việc là tiêu hao nhiên liệu của động cơ. Đó, nó chỉ là đến mức là 11,7 lít trên 100 km thôi. Đây là một mức động cơ quá thể thấp. Đó, thậm chí nó còn thấp hơn những chiếc xe tải 3 tấn rưỡi của Hyundai các bạn. Và như vậy tôi cũng đã giải thích được cho các bạn là về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe tải đồng vàng đề 8 này. Nó chỉ tiêu hao từ 11,7 lít đến 12,5 lít dầu trên 100 km đồng hồ thôi. Đây là một mức tiêu hao thấp nhất trong phân khúc xe tải 8 tấn mà các bạn có thể lựa chọn. Đó, và tại vì sao thì tôi cũng đã phân tích ở trong video rồi. Nếu các bạn có nhu cầu về những chiếc xe tải từ 1 đến 8 tấn thì hãy liên hệ với tôi. Hotline tôi để bên dưới màn hình. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh để chúng tôi có nhiều động lực để ra nhiều video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.